Xin chào mọi người nha Mọi người ơi hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế cười ba này Ghế trang điểm này, ghế make up kim cương nhá Kim cương chân trắng bên mình cho các bạn xem nhá Mặt ghế này là chất liệu bọc da này mọi người này Chất liệu da này thì dễ dàng lau chùi khi bẩn nhá Ghế có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm chân của ghế là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng hàng nhập khẩu nhé ngoài mặt ghế chất liệu bằng da này ra mình còn có chất liệu vải thô nữa thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn chọn màu sắc và chất liệu ghế cho phù hợp nhé mình cảm ơn các bạn